Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng em lại lên cho các bác những dòng thực phẩm mà các bác quan tâm nhất, đó là những chiếc quạt Nhật nội địa của tất cả các hãng, các thương hiệu như là Lationa, Toshiba, rồi là hàng Sharp, rồi Salier, rồi là Mit, rồi là Hitachi, để cho các bác xem và lựa chọn cho mình. Thì hôm nay em lên có những chiếc có giá bình dân và có những chiếc có giá để tầm với các bác sưu tầm. Hôm nay là có dòng cánh 40 như là Mid bàn cánh 40. Rất nhiều bác rất thích những cái dòng cánh 40 này vì chất gió của nó rất là mạnh. Nhất là những bác mà trong khu vực miền Trung, miền Nam là mùa nóng lực nó rất là căng, nên là dùng cánh 40 thì đúng là đẳng cấp luôn. Và hôm nay thì em lên những dòng sản phẩm như hàng găng sắt, bàn, Toshiba, rồi là hàng Sharp, rồi những chiếc quạt lửng như là Hitachi và chiếc quạt cây có sải cánh 35 của thương hiệu Lationa, cũng như là tất cả các dòng phẩm mà các bác quan tâm. Thì hôm nay em sẽ lên từ trước một cũng như là sự báo giá cụ thể để các bác xem và lựa chọn cho mình nhé. Chiếc đầu tiên em giới thiệu với các bác đó là một chiếc quạt Hitachi. Đây là một trong những dòng phẩm hàng đẹp, xuất sắc, gần như là một vài điểm mà xước nhẹ bằng cái đầu tăm không đáng kể. Thứ nhất, chiếc này có bộ lồng mạ inox đẳng cấp và tuyệt vời luôn. Không, gần như không có một vết rôm sảy nào, tức là gần như không có, tức là gần như độ sáng của nó đẹp. Này, các bác nhìn cái logo của nó này, trong vắt, cũng như là cánh kiếc là mới nhá, cánh của nó mới, nhìn xuyên suốt đằng trước lại sau các bác nhé. Đây là một chiếc quạt Hitachi, các bác nhìn đây phần ốp lốc mà sáng choang. Đấy, các bác nhìn chưa, thân cột trắng phau và mướt mượt, thân đế đẹp. Dòng này là dòng full tính năng, có nghĩa là gần như đầy đủ, nên là có chức năng số ngủ đây, có đồng hồ hẹn giờ, có đồng hồ cáp và nút nhấn thu dây, mặt vân gỗ. Những chiếc quạt đẹp như dòng Hitachi mà đẹp như thế này, lồng trước là lồng mạ, lồng sau lồng si sáng, cực sáng luôn, thân bầu đẹp, trắng lõn. Và những dòng này thì không có điểm trừ, tức là gần như là cổ lóa này, gần như là độ sáng này, cổ gang sắt bầu trắng lõn, thân cột đẹp nhé, mặt đế, mặt sàn ok, tất cả của nó là gần như là ok hết, cũng như là tem vẫn còn nguyên. Đấy, phím số sáng choang này. Đấy, mặt sàn vân gỗ này, rất là đẹp nhé. Đây là một chiếc quạt Hitachi. Hitachi ở nhà em có rất nhiều, tức là gần như là về thường xuyên, đủ các loại. Bác nào mà thiện chí mà cũng muốn sở hữu nó cũng như muốn sưu tầm nó thì alo cho em nhé. Dòng này có gió ngủ mà đúng là gần như là đẳng cấp về cái chất gió nó luôn, dòng có số ngủ này. Và chiếc này thì là mang mã số là 764, em đang bán ra với giá là 5 triệu đồng. Bác nào quan tâm thực sự thì alo cho em nhé, giá có 5 triệu thôi. Tiếp theo để lên cho các bác, để cái đây là những dòng mà các bác sưu tầm chơi âm thanh, chơi dòng nghe nhạc, rồi chơi các loại, thì các bác phải biết đến cái dòng sản phẩm bộ cánh. Cái bộ cánh của nó này, nhìn cái bộ cánh của nó, cái ốc của nó như thế này thì các bác nhìn thấy đã sướng rồi này. Ốc to, chóp đầu đạn tên lửa. Đây nó là dòng đầu đạn tên lửa rồi. Và có tản gió này. Đầu ốc của nó là có tản gió này. Cánh của nó là màu xanh rêu. Đấy, đẹp. Tức là nó gần như là độ đẹp và độ mới của nó là gần như sáng choang luôn. Nếu mà dòng này gần như sáng choang nhá. Đây, phím của nó là phím cổ này, phím số là phím cổ này, nó là thương hiệu của dòng Sharp, thân gang sắt.
Đấy, thân gang sắt gần như đẹp xuất sắc, dây dợ trắng luôn nhé, dây dợ trắng luôn này, thân cổ này, gang sắt này, đẹp không tì vết, gần như không tì vết luôn. Đấy. Về cái dòng thân bầu của nó này, tem mác các bác nhìn, tem mác vẫn còn nguyên, hiếm luôn đấy, nếu mà dòng mà còn tem mác nguyên bản này hiếm luôn, ốc còn sáng choang, cổ trắng nõn, thân thủ đẹp, cánh màu xanh rêu, đúng là hàng sưu tầm, để hàng các bác mà muốn để chơi ấy. Con này thì là vừa treo tường được, vừa làm quạt bàn, vừa làm quạt treo tường, vì là nó có cả treo tường nhá. Các bác nhìn chân thân đế này, là các bác biết là nó cái dòng này các bác treo tường bình thường. Đấy, gang sắt lặng chịu. Đấy. Thân của nó cũng đẹp mà cánh cũng đẹp, tất cả của nó là gần như ok hết nhá các bác nhá. Có cả tản gió đằng sau này, túp lăng bọc bênh này, các bác nhìn những dòng đẳng cấp, dòng này nó cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn đấy. Mà gang sắt này các bác có thể chơi đúng là có thể 100 năm sau nữa chắc cũng không vướng cái gì cả, không có để ý nó luôn. Chóp đầu đạn. Đấy. Chiếc này mã của nó là 765, em đang bán ra với giá là 5 triệu đồng các bác nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Lồng mè đẹp, sơn si ok. Đấy là cũng đã được đẳng cấp rồi. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác chiếc quạt mít cánh 40. Các bác nhìn cái tay sách của nó to rộng mênh mông. Lồng là lồng si sáng này, lồng sau là si sáng nhé. Gang sắt, bầu sắt, sắt toàn bộ luôn. Hai nữa này, lồng trước là lồng mại lúc, logo mới két. Logo của nó đồng vàng chóe này. Cánh tím ngắt. Nếu mà bộ cánh của này, cánh 40 này lên con quạt cây là với như chiếc này ấy, một con quạt cây nó đã giá tầm 27-28 triệu rồi. Đấy. Y chang nhau nhưng nó chỉ khác nhau là quạt bàn và quạt cây thôi. Như bộ này họ nếu mà họ dựng lên con cây thì là giá tiền nó sẽ đội trời luôn, tức là nó gần như là đội luôn. Vì là những chiếc quạt đẹp luôn luôn là thương hiệu nhá. Các bác nhìn cái logo này, thương hiệu này. Mà phím số của nó là lốc hết. Đồng hồ vậy, tức là gần như đẹp. Đây, phần lốc nó ôm này. Sáng choang luôn. Nói chung là những chiếc quạt đẹp. Gang sắt, thân cột gang sắt. Và cái độ mới này, các bác nhìn nhá, mới bên trong. Bên trong này, lốc mới sáng choang. Đấy. Sáng choang luôn. Đúng là đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp luôn. Tức là phần lốc này nó sáng choang này. Dây dạ ok này. Bầu thì gang sắt. Nói chung là những chiếc quạt mà cánh 40 này rất ít và cực kỳ là ít luôn. Em làm rất là nhiều em biết, tức là gần như nó rất là ít. Đấy, các bác nhìn logo led căng này. Đấy, cánh 40 tím ngắt. Nhất là các bác ở trong khu vực ở miền từ miền trong hất vào, nó thời tiết nó nóng lực, là các bác có muốn độ mát nó cao thì các bác sở hữu những sản phẩm này. Alo cho em nhé. Cánh 40 đúng là khủng khiếp luôn, và cánh của nó còn tím ngắt đẹp, cánh gần như mới luôn. Chiếc này mã của nó là 766 và em đang bán ra với giá là 7 triệu đồng, giá này em bán tại cửa hàng. Bạn nào quan tâm thì alo cho em nhé. Bạn nào quan tâm thực sự thì alo cho em. Tiếp theo em sẽ lên với các bác một chiếc quạt Toshiba. Chiếc này gang sắt, cũng gang sắt nhé, trừ bầu thôi. Gang sắt, đây là gang. Mặt này lốc, phím số là bọc lốc. Mặt này logo này. Đây là một chiếc quạt Toshiba. Thân cột gang sắt đẹp. Thân bầu cũng còn ok này. Tai hồng ok này. Những quạt mà gang sắt như này các bác thích những cái dòng gang sắt này nó bền bỉ theo thời gian, tức là các bác có thể dùng sử dụng vài chục năm nữa cũng không phải nghĩ. Quá đẹp luôn. Quá là ok luôn. Phím số này lại bọc inox nữa thì
đúng là dùng không biết bao giờ nó hỏng được, các bác cứ bấm chán, bấm thoải mái luôn, chả bao giờ nghĩ đến cái vấn đề nó hỏng. Mà nó hai nữa là cái phần gang này ấy, là gang đúc mà nó còn độ dày của nó 5-7 ly, mà gần 7 ly đấy, cuốn luôn ấy. Nó đúc nguyên khối luôn ấy. Nguyên khối cái thân cột này với cả cái thân này là họ đúc nguyên khối luôn. Thế nên nó khác, tức là cái dòng này của nó cũng chất lượng nhá. Hai nữa này, lồng của nó là lồng mại lốc rực rỡ luôn. Con này lồng mại lốc cực đẹp luôn nhá. Chóp chiếc cũng sáng này, cánh chiếc lành tít này. Những chiếc quạt mà nó ok như thế này giờ gần như là rất là ít. Mà độ đẹp của cái dòng này, nó đẹp ở đâu? Đẹp ở cái phần mại, lồng mại lốc này, sáng choang này. Đấy, cánh chiếc lành tít. Đấy, chiếc này là mã số của nó là 763 và em đang bán ra với giá là 2.200.000 đồng nhé. Bác nào mà thiện chí alo cho em. Rất là ok luôn, đẹp. Đấy, các bác có thể sử dụng thêm vài chục năm nữa, nhất là các bác còn lớn tuổi ấy, mà muốn chơi để phòng ngủ hoặc là phòng làm việc hoặc là phòng nghe nhạc, các bác cũng rất là ok nhé. Hôm nay thì em sẽ lên rất nhanh và cũng rất là các bác cảm thấy ưng với cái dòng phẩm nào thì cứ alo cho em nhé. Và hôm nay thì em lên một chiếc quạt của hãng thương hiệu là La Dọc Dưa. La Dọc Dưa thì nhà em vẫn bán thường xuyên và đều đặn, tức là cứ một hai chiếc một, vì những dòng này nó phổ thông, tức là ai cũng có thể sở hữu được. Với cái giá trị cũng như là cái phần chất lượng của dòng Lationa này, ai cũng có thể sử dụng được. Đây, như chiếc này còn rất là ok nhé, rất là đẹp luôn. Lồng cánh các thứ, lồng cánh của nó là cánh dìu, cánh 30. Con này là ốc, con này là ốc to, lồng ốc to. Đấy, logo cũng nét bóng luôn nha. Tất cả ok hết, thân bầu cũng vậy, cổ cánh đều đẹp, bầu biếc, cổ kiếc, thân thủ đem bao luôn, không bể vỡ, cổ cánh cũng vậy, lành tít luôn nha. Gần như là độ đẹp sáng choang, nói chung là mới thì không phải là mới, hàng đã qua sử dụng rồi, quan trọng là đều quạt từ trên đến dưới các bác nhé. Đấy, tất cả dòng phẩm này thì em bán tại cửa hàng và bác nào mà chuyển khoản hết là em bao ship, còn các bác muốn chuyển sang điện 220 là cộng thêm 100k, còn các bác cọc là tối thiểu 500k nhé, các bác chú ý. Tiền các bác cọc đây là các bác nhận hàng thì các bác thanh toán tiền ship nhé. Đấy, em nói luôn như thế, còn các bác chuyển khoản hết là em sẽ bao ship cho các bác, lôm la là vậy. Chiếc này mang mã số là 762 và em đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng. Bạn nào quan tâm thực sự thì alo cho em. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt cây. Chiếc này có chiều cao là ship 1m3 các bác nhé, ship 1m3, cánh 35 trong vắt, cánh các bác gần như là nhìn cái độ trong của nó gần như không nhìn thấy cánh, tức là độ trong của nó như thế. Logo đẹp, lồng của nó là lồng sơn tích điện, nó dạng như sơn tích điện, tức là nó gọi là sơn tích điện ấy. Dùng chán chê mê mỏi luôn, cái đồ này không bao giờ mình nghĩ. Đây, các bác nhìn thân thủ mà, các bác nhìn con này nó mới mức độ này, độ mới của nó ấy. Đấy, cánh 35 quạt cây này, tem mới tinh, mới cứng luôn, độ mới của nó đúng là rất là cao luôn. Những chiếc quạt mà nó chiều cao gần 1m3 này, nếu mà những con cây cánh 35 này thì các bác thò vào thì chắc cũng toàn 6-7 triệu thôi, không bao giờ có cái tầm rẻ đâu. Nếu cánh 35 thân thủ là ok nhé, thân cột ok này, cổ kiếc là ok này, bầu kiếc này. Đấy, cánh 35 rất đẹp và rất là sắc nét luôn. Đấy, chiếc này là mang mã số là 761 các bác nhé, em đang bán ra với giá là 4.500.000 đồng.
Bác làm quan tâm thực sự thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và cùng với lại cái giá cả đúng như em đang bán này. Bác nào muốn chuyển đổi sang điện 220 để dụng thì là cộng thêm 100k. Chuyển khoản hết em bao ship và tiền có tiền cọc nhé. Tiếp theo là một chiếc quạt của hãng thương hiệu Toshiba các bác nhé. Con này là logo mẹt, cánh nhựa đục, chóp đầu đạn, số là chiến áp, số dạng chiến áp nhé. Đấy. Chiến áp lấy số, bầu warm, tem đồng các bác nhé. Bầu warm, quai sách này, gọi là dòng bầu warm này, tem đồng. Đây là tem đồng này. Tem đồng này, các bác nhìn nhé. Đây là gọi là bầu warm tem đồng. Cánh nhựa đục, lồng một mê, nó là một trong những dòng đẳng cấp đấy. Bầu bom tem đồng, cánh nhựa đục, lồng một mê. Con này thì hiện tại là em đang bán ra với giá là 4.500.000 đồng. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em đấy, lô là như vậy. Bác nào mà thích dòng quạt Nhật dòng cao cấp lồng một mê thì alo cho em nhé. Và trên clip ngày hôm nay thì em còn duy nhất một cặp đôi, đó là một cặp đôi nồi chiên không dầu có dung tích là 10 lít để sử dụng cho các bác. Các bác sử dụng rất là ok luôn. Đây là hàng vẫn, đây là hàng bóc xốp, gọi là hàng bóc thùng đấy, vẫn còn nguyên xốp các bác nhé. Nồi chiên không dầu. Còn là những dòng này thì em bán ra là rất là nhiều rồi, nhưng trên clip hôm nay em cũng nhắc lại một chút vì là rất nhiều bác cũng được xem mà có nhiều bác cũng chưa được xem. Hàng mới tinh luôn. Mặc dù nó là hàng bóc xô bóc bóc thùng của rất nhiều bác là quan tâm vì là nó vẫn còn gần như là mới tinh luôn, chưa sử dụng. Từ bên Nhật về như thế nào thì nó cũng thế, vì là cái này nó lại phải chuyển sang Nhật xong bắt đầu mới từ đấu giá từ Nhật đấu giá về Việt Nam chứ không không đấu giá được từ bên Đức đấy, nên nó là như vậy. Hàng gọi là vẫn còn nguyên xốp thôi nhá, nguyên xốp. Đây là một chiếc lò chiên không dầu có dung tích là 10 lít là dùng rất là ok, vì những dòng này em về được mấy chục con thì em cũng bán hết rồi, nhưng mà hôm nay thì còn một đôi nữa thì em cũng cứ lên clip để cho các bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Nói chung là dòng này nó chiên cá, chiên tôm, chiên thịt, rồi là khoai, rồi là các thứ, nói chung là ngô đỗ lạc đủ hết, nó rất là hay và tiện lợi. Đấy, con này nó mới tinh ấy, các bác nhé, mới tinh luôn. Có dung tích là 10 lít. Bác nào mà muốn sở hữu nó thì alo cho em nhé. Nè, khay của nó đây. Các bác muốn lấy khay ra thì các bác nhấn đây. Nhấn đây là các bác nhấc cái khay này ra này. Các bác thích để cái gì vào đây là ok này. Đấy. Các bác có thể để thả con gà 3,5 kg vào ok hết nhé. Đấy. Rộng rãi đẹp, gần như mới luôn, mới cứng luôn ấy. Đấy. Tính năng sử dụng của này, dòng này thì nó là hàng xuất nhập. Điện của nó là dùng từ điện 110 cho đến 230V. Tức là có thể nước nào cũng sử dụng được nha các bác nhé. Nước nào cũng sử dụng được. Các bác nhìn này, AC này 110 này cho đến 230 này. Đấy. Và nó sử dụng là điện 1000W cho đến 2220W. Rất là ok. Các bác chú ý này, margarin này. Đấy. Các bác nhìn nhá. Đúng là chuẩn chỉ thương hiệu của Đức luôn nhá. Còn
cái margarine này không có thể là bất kể nước nào mà in được vào ngoài có thương hiệu của nó. Đó, hàng gì nó cũng sẽ có bản quyền của nó hết. Nên là các bác chơi đồ thì các bác chỉ cần nhìn thì các bác biết margarine của nước nào là biết ngay. Các bác nhìn này, hàng bốt đây. Đấy. Tất cả nó đều có mã số hết rồi trên này và các thứ này. Con này dùng cực kỳ là hay luôn, mà em bán không phải là bây giờ mới là một chiếc. Bây giờ em chỉ là nhắc lại cho rất nhiều bác vừa mới vào xem kênh thôi, hoặc những bác chưa theo dõi được cái clip mà em lên cách đây khoảng chục ngày, hơn chục ngày đấy. Đấy, nên là em nhắc lại một chút, bác nào mà quan tâm đến thì alo cho em. Em có những chiếc có dung tích từ 15 lít, 10-15 lít các bác nhé. Rồi là em đang về những cái siêu tốc nhé, những cái ấm siêu tốc. Các bác theo dõi kênh nhé, em đang về những chiếc siêu tốc cũng hàng của Đức luôn nhé. Cũng hàng của Đức, hàng gần như là mới cứng hết, hàng bóc thùng. Đấy, bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em nhé, chỉ trong clip ngày mai thôi là các bác sẽ được thấy hàng đấy. Nó cũng thông dụng, rất là thông dụng luôn, vì nhà nào cũng phải có một cái ấm siêu tốc, nên là những cái dòng đấy thì các bác theo dõi kênh để các bác cập nhật sớm nhất và lấy được cho mình cái dòng sản phẩm mà mình yêu thích nhé. Các bác quan tâm thì alo cho em. Số điện thoại của cửa hàng em là 0975067846 nhé. Zalo của em cũng vậy. Và cửa hàng em có địa chỉ tại khu dân cư An Bài, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhé. Các bác quan tâm thì một là liên hệ trực tiếp, hai là đến nơi, đến tận cửa hàng và em sẽ gửi định vị. Các bác quan tâm thực tế thì em sẽ gửi định vị trực tiếp để các bác đến tận nơi để xem hàng cho nó thực tế nhất, cũng như là những dòng sản phẩm như thế nào thì em lên cho các bác đúng như vậy. Các bác theo dõi kênh thì các bác alo cho em. Em xin hẹn các bác ở video clip sau.